Ừ. Bật đi. Một con nữa kìa. Đâu? Đây. Con mắt đi. Nó mất rồi. Hết rồi. Con mắt luôn. Nó bắt luôn bỏ đẻ. Đâu? Thầy. Con rút à? Ta xem nào. Rồi. Đào run à? Thôi không bắt run nữa, bẩn. Đi ra nghịch cát đi, không bắt run nữa. Đột tát vào đây. Nó là tôi luôn. Cái đường sắp xong rồi đấy. Đàn rồng ơi. Ê, ô tô. Đàn rồng nó biết ăn đu ở đâu? Hả? Đàn rồng nó biết ăn đu ở đâu? Con muỗi. Muỗi. Các bạn đi đá nó rồi ăn đi. Cái gì đây? Cá. Ha, bỏ ra. Đừng có bỏ nữa. Xem ô tô của cún nhỉ. Mưu chiếm nhiều chỗ quá đấy. Mưu chiếm nhiều chỗ quá. Gì? Xẻng đứt tay. Đập nó đi. Đừng có đập vào mặt. Về rửa tay chân đi. Không, bảo gấu ấy. Dép đâu? Kìa, nó đốt rồi. Dép ở đâu? Để ở đâu? Mất chưa? Đi tìm. Thôi, Miu làm ở đấy thôi. À, gấu cứ trèo lên bóc mất thôi. Gấu kìa. Miu làm đâu thế? Ô, làm bấy lâu rồi nó hồi trước đó. Làm hồi trước, con gấu cũng hồi trước. Đi về rửa chân tay. Gấu ấy. Để cái vọt, lấy cái vọt. Nó nằm đường. Đường cái gì? Nó nằm đường. Nằm đường cái gì? Máy cái theo tô bồn. Của ai người đấy chơi? Làm tóc. Của ai người đấy chơi? Đi ra đây chơi. Đón làm bút tài. Đây xe đây. Mỗi người một xe chơi chứ nè. Ô tô xong rồi, được. À chưa xong nhỉ?
Miu làm xong rồi, chơi. Chưa. Chuột.